Tôi nghe như vậy. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi tại Setavana, trong giường ông Anathabindika. Lúc ấy, nhiều tỷ kheo buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào thành Savatthi khất thực. Rồi các tỷ kheo ấy suy nghĩ, nay còn quá sớm để đi khất thực ở Savatthi. Chúng ta hãy đi đến ngôi giường các du sĩ ngoại đạo. Các tỷ kheo ấy đi đến ngôi giường các du sĩ ngoại đạo, nói lên những lời chúc tụng hỏi thăm xã giao, rồi ngồi xuống một bên. Các du sĩ ngoại đạo ấy nói với các tỷ kheo đang ngồi xuống một bên. Chư hiền, Sa môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các dục. Chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các dục. Chư hiền, Sa môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các sắc pháp. Chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các sắc pháp. Chư hiền, Sa môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các cảm thọ. Chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các cảm thọ. Chư hiền, ở đây có sự đặc thù nào, sự dị biệt nào, sự sai khác nào giữa Sa môn Gotama và chúng tôi về vấn đề thuyết pháp hay vấn đề giáo huấn? Các tỳ kheo ấy không hoan hỷ, cũng không chỉ trích những lời nói các du sĩ ngoại đạo. Không hoan hỷ, không chỉ trích, các tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, từ biệt với ý nghĩ. Chúng ta sẽ học ý nghĩa lời nói này từ Thế Tôn. Rồi các tỳ kheo ấy, sau khi khất thực ở Savatthi, khi ăn xong và đi khất thực trở về, liền đến chỗ Thế Tôn ở, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, ở đây chúng con buổi sáng đắp y, cầm y bát vào thành Savatthi khất thực. Bạch Thế Tôn, rồi chúng con suy nghĩ, nay còn quá sớm để đi khất thực ở Savatthi, chúng ta hay nghĩ đến ngôi giường các du sĩ ngoại đạo. Bạch Thế Tôn, rồi chúng con đi đến ngôi giường các du sĩ ngoại đạo. Sau khi đến xong, nói lên những lời chúc tụng hỏi thăm xã giao, rồi ngồi xuống một bên. Bạch Thế Tôn, các du sĩ ngoại đạo ấy nói với chúng con đang ngồi một bên. Chư hiện, Sa môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các dục. Chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các dục. Chư hiền, Sa môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về sắc pháp. Chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các sắc pháp. Chư hiền, Sa môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các cảm thọ. Chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các cảm thọ. Chư hiền, ở đây có sự đặc thù nào, sự dị biệt nào, sự sai khác nào giữa Sa môn Gotama và chúng tôi về vấn đề thuyết pháp hay vấn đề giảng huấn? Bạch Thế Tôn, chúng con không hoan hỷ, không chỉ trích những lời nói các du sĩ ngoại đạo. Không hoan hỷ, không chỉ trích, chúng con từ chỗ ngồi đứng dậy, từ biệt với ý nghĩ. Chúng ta sẽ học ý nghĩa lời nói này từ Thế Tôn. Này các tỷ kheo, các du sĩ ngoại đạo nói như vậy cần được trả lời như sau. Chư hiền, thế nào là vị ngọt các dục? Thế nào là sự nguy hiểm? Thế nào là sự xuất ly? Thế nào là vị ngọt các sắc pháp? Thế nào là sự nguy hiểm? Thế nào là sự xuất ly? Thế nào là vị ngọt các cảm thọ? Thế nào là sự nguy hiểm? Thế nào là sự xuất ly? Này các tỷ kheo, khi được hỏi như vậy, các du sĩ ngoại đạo không thể trả lời được và sẽ bị mắc vào các khó khăn khác. Vì sao vậy? Này các tỷ kheo, vì vấn đề này không thuộc khả năng hiểu biết của họ. Này các tỷ kheo, ta không thấy một ai trong thế giới này với chư thiên, Mara, Phạm Kiên, với chúng Sa Môn, Bà La Môn, với chư thiên và loài người mà câu trả lời các câu hỏi được chấp nhận, trừ Như Lai, đệ tử Như Lai và những ai được nghe hai vị này, vị ngọt các dục. Và này các tỷ kheo, thế nào là vị ngọt các dục? Này các tỷ kheo, có năm pháp tăng trưởng dục này. Các sắc pháp do nhãn căn nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ứng với dục. Hấp dẫn, các tiếng do nhĩ căn nhận thức, các hương do tỷ căn nhận thức, các vị do thiệt căn nhận thức, các xúc do thân căn nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ứng với dục, hấp dẫn. Này các tỷ kheo, có năm pháp tăng trưởng dục như vậy. Này các tỷ kheo,
y cứ vào năm pháp tăng trưởng dục này, có lạc hỷ khởi lên, như vậy là vị ngọt các dục. Đầy các tỷ kheo, thế nào là sự nguy hiểm các dục? Ở đây, đầy các tỷ kheo, có thiện nam tử nuôi sống với nghề nghiệp, như đếm ngón tay, như tính toán, như ước toán, như làm ruộng, như buôn bán, như chăn bò, như bắn cung, như làm công cho vua, như làm một nghề nào khác. Người ấy phải chống đỡ lạnh, phải chống đỡ nóng, phải chịu đựng sự xúc phạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng, mặt trời, các loài bò sát, bị chết đói, chết khát. Này các tỷ kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục, thiết thực hiện tại, thuộc khổ uẩn, lấy dục làm nhân, lấy dục làm duyên, là nguồn gốc của dục, là nguyên nhân của dục. Đầy các tỷ kheo, nếu thiện nam tử ấy nỗ lực như vậy, tinh cần như vậy, tinh tấn như vậy, nhưng các tài sản ấy không được đến tay mình, vì ấy than vãn, buồn phiền, khóc than, đấm ngực, mê man bất tỉnh. Ôi, sự nỗ lực của ta thật sự là vô ích, sự tinh cần của ta thật sự không kết quả. Này các tỷ kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục, là nguyên nhân của dục. Này các tỷ kheo, nếu thiện nam tử ấy nỗ lực như vậy, tinh cần như vậy, tinh tấn như vậy, và các tài sản ấy được đến tay mình, vì phải hộ trì các tài sản ấy, vì ấy cảm thọ sự đau khổ, ưu tư. Làm sao các vua chúa khỏi cướp đoạt chúng? Làm sao trộm cướp khỏi cướp đoạt chúng? Làm sao lửa khỏi đốt cháy, nước khỏi cuốn trôi, hay các kẻ thừa tự không xứng đáng khỏi cướp đoạt chúng? Dù vị ấy hộ trì như vậy, giữ gìn như vậy, vua chúa vẫn cướp đoạt các tài sản ấy, trộm cướp vẫn cướp đoạt, lửa vẫn đốt cháy, nước vẫn cuốn trôi, hay các kẻ thừa tự không xứng đáng vẫn cướp đoạt chúng. Vị ấy than vãn, buồn phiền, khóc than, đấm ngực, mê man bất tỉnh. Cái đã tuột của ta, tay ta không có nữa. Này các tỷ kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục, là nguyên nhân của dục. Lại nữa, này các tỷ kheo, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân, do chính dục làm nhân. Vua tranh đoạt với vua, sát đế ly tranh đoạt với sát đế ly, bà la môn tranh đoạt với bà la môn, gia chủ tranh đoạt với gia chủ, mẹ tranh đoạt với con tranh đoạt với mẹ, cha tranh đoạt với con tranh đoạt với cha, anh em tranh đoạt với anh tranh đoạt với chị tranh đoạt với anh, bạn bè tranh đoạt với bạn bè. Khi họ đã dính mình vào tranh chấp, tranh luận, tranh đoạt, họ công phá nhau bằng tay, họ công phá nhau bằng đá, họ công phá nhau bằng gậy, họ công phá nhau bằng kiếm. Ở đây, họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này các tỷ kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục, là nguyên nhân của dục. Lại nữa, này các tỷ kheo, do dục làm nhân, do chính dục làm nhân, họ cầm mâu và thuẫn, họ đeo cung và tên, họ dàn trận hai mặt, và tên được nhắm bắn vào nhau, đao được quăng ném nhau, kiếm được dung chém nhau. Họ bắn đâm nhau bằng tên, họ quăng đâm nhau bằng đao, họ chặt đầu nhau bằng kiếm. Ở đây, họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này các tỷ kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục, là nguyên nhân của dục. Lại nữa, này các tỷ kheo, do dục làm nhân, do chính dục làm nhân, họ cầm mâu và thuẫn, họ đeo cung và tên, họ công phá thành quách mới trát vôi hồ, và tên được nhắm bắn nhau, đao được quăng ném nhau, kiếm được dung chém nhau. Ở đây, họ bắn đâm nhau bằng tên, họ quăng đâm nhau bằng đao, họ đổ nước phân sôi, họ đè bẹp nhau bằng đá, họ chặt đầu nhau bằng kiếm. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này các tỷ kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục, là nguyên nhân của dục. Lại nữa, này các tỷ kheo, do dục làm nhân, do chính dục làm nhân, họ đột nhập nhà cửa, họ cướp giật đồ đạc, họ hành động như kẻ cướp, họ phục kích các đường lớn, họ đi đến vợ người. Các vua chúa khi bắt được một người như vậy, liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân,
họ chặt tay chân, họ xẻo tay, họ cắt mũi, họ xẻo tay cắt mũi, họ dùng hình phạt giạt dầu, họ dùng hình phạt bối đồi hình, xẻo đỉnh đầu thành hình con sò. Họ dùng hình phạt la hầu khẩu hình, hỏa mang hình, lấy lửa đốt thành dòng hoa, chút tủ hình, đốt tay, khu hành hình, lấy rơm bền lại rồi siết chặt, bì y hình, lấy giỏ cây làm áo, linh chương hình, hình phạt con dê núi, câu nhục hình, lấy câu móc vào thịt, tiền hình, cắt thịt thành hình đồng tiền, khối trắp hình, chuyển hình, cao đạp đài. Họ tưới bằng dầu sôi, họ cho chó ăn, họ đóng cọc những người sống, họ lấy gươm chặt đầu. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này các tỷ kheo, như vậy là sự nguy hiểm của dục, là nguyên nhân của dục. Lại nữa, này các tỷ kheo, do dục làm nhân, do chính dục làm nhân, họ sống làm các ác hành về thân, là các ác hành về lời nói, là các ác hành về ý. Do họ sống là các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý. Khi thân hoại mạng chung, họ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỷ kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục đưa đến đau khổ tương lai, là khổ uẩn do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nhân duyên, do chính dục làm nhân. Này các tỷ kheo, thế nào là sự xuất ly các dục? Này các tỷ kheo, đây là sự điều phục dục tham đối với các dục, sự đoạn trừ dục tham, vì vậy là sự xuất ly các dục. Này các tỷ kheo, những sa môn, bà la môn nào không như thật tuệ y vì ngọt các dục là vì ngọt như vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy. Những vị này nhất định sẽ không như thật tuệ y các dục của họ, họ cũng không có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự. Nghĩa là như thật tuệ tri các dục, sự kiện như vậy không thể xảy ra. Này các tỷ kheo, những sa môn bà la môn nào như thật tuệ tri vị ngọt các dục là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy. Những vị này nhất định sẽ như thật tuệ tri các dục của họ. Họ cũng có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các dục, sự kiện như vậy có xảy ra. Vị ngọt các sắc pháp. Và này các tỷ kheo, thế nào là vị ngọt các sắc pháp? Này các tỷ kheo, như các thiếu nữ sát đế ly, thiếu nữ bà la môn hay thiếu nữ gia chủ, tuổi khoảng độ 15 hay 16 tuổi, không quá lớn, không quá thấp, không quá ốm, không quá mập, không quá đen, không quá trắng. Này các tỷ kheo, có phải trong thời ấy họ đạt đến mỹ diệu tối thượng, sắc đẹp tối thượng? Bạch Thế Tôn, phải. Này các tỷ kheo, y cứ sắc đẹp mỹ diệu ấy khởi lên lạc thọ và hỷ thọ, như vậy là vị ngọt các sắc pháp. Và này các tỷ kheo, thế nào là sự nguy hiểm các sắc pháp? Này các tỷ kheo, ở đây người ta có thể thấy bà chị ấy trong một thời khác, khoảng 80 tuổi, 90 tuổi hay 100 tuổi, già yếu, cong như nóc nhà, lưng còm, phải dựa gậy để chống đỡ, vừa đi vừa run rẩy, đau ốm, tuổi trẻ đã tận, râu rụng, tóc bạc, hư rụng, sói đầu, da nhăn, tay chân bị khô đét tái xám. Này các tỷ kheo, các người nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu và sắc đẹp xưa kia của người đó nay đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra? Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. Này các tỷ kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. Lại nữa, này các tỷ kheo, người ta có thể thấy bà chị ấy bị bệnh hoạn đau khổ, trầm định, nằm đắm mình trong phân tiểu của mình, phải có người nâng dậy, phải có người đỡ nằm. Này các tỷ kheo, các người nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu và sắc đẹp xưa kia của người đó nay đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra? Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. Này các tỷ kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. Lại nữa, này các tỷ kheo, người ta thấy cô gái ấy, thi thể bị quăng vào nghĩa địa, một ngày, hay hai ngày, hay ba ngày. Thi thể ấy trương phồng lên, xanh đen lại, nát thối ra. Này các tỷ kheo,
các người nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu sắc đẹp thương kia của cô gái đã biến mất, và sự nguy hiểm đã hiện ra? Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. Này các tỷ kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. Lại nữa, này các tỷ kheo, người ta thấy cô gái ấy, thi thể bị quăng vào nghĩa địa, bị các loài quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim kên ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. Này các tỷ kheo, các người nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu và sắc đẹp xưa kia của cô gái đây đã biến mất, và sự nguy hiểm đã hiện ra? Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. Này các tỷ kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. Lại nữa, này các tỷ kheo, người ta thấy cô gái ấy, thi thể bị quăng trong nghĩa địa, với các bộ xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các đường gân cột lại, với các bộ xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột bộ xương, không còn thịt, không có máu, còn được gân cột lại, chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia. Ở đây là xương tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là xương bắp vế, ở đây là xương mông, ở đây là xương sống, ở đây là xương đầu. Này các tỷ kheo, các người nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu và sắc đẹp xưa kia của cô gái nay đã biến mất, và sự nguy hiểm đã hiện ra? Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. Này các tỷ kheo, vì vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. Lại nữa, này các tỷ kheo, người ta thấy cô gái ấy, thi thể bị quăng vào nghĩa địa, chỉ có toàn xương trắng màu vỏ ốc, chỉ còn một đống xương lâu hơn một năm, chỉ còn các xương khối trở thành bột. Này các tỷ kheo, các người nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu và sắc đẹp xưa kia của cô gái nay đã biến mất, và sự nguy hiểm đã hiện ra? Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. Này các tỷ kheo, vì vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. Này các tỷ kheo, và thế nào là sự xuất ly các sắc pháp? Này các tỷ kheo, đây là sự điều phục dục tham đối với các sắc pháp, sự đoạn trừ dục tham, như vậy là sự xuất ly các sắc pháp. Này các tỷ kheo, những sa môn, bà la môn nào không như thật tuệ thi vị ngọt các sắc pháp là vị ngọt như vậy? Sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy. Những vị này nhất định sẽ không như thật tuệ thi các sắc pháp của họ. Họ cũng không có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ thi các sắc pháp. Sự kiện như vậy không xảy ra. Này các tỷ kheo, những sa môn, bà la môn nào như thật tuệ thi vị ngọt các sắc pháp là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy. Những vị này nhất định như thật tuệ thi các sắc pháp của họ. Họ cũng có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ thi các sắc pháp, sự kiện như vậy có xảy ra. Vị ngọt các cảm thọ. Và này các tỷ kheo, thế nào là vị ngọt các cảm thọ? Ở đây các tỷ kheo ly các dục, ly các bất thiện pháp tự chứng và an trú vào thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tướng. Trong khi ấy, nếu vị ấy không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, trong khi ấy, vị ấy cảm giác một cảm thọ vô hại. Để các tỷ kheo, tối thượng vô hại ấy, ta nói là vị ngọt các cảm thọ. Lại nữa, này các tỷ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú và thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tinh nhất tâm. Tỷ kheo, ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, ta chứng và an trú thiền thứ ba. Tỷ kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Trong khi ấy, nếu vị ấy không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai. Trong khi ấy, vị ấy cảm thọ một cảm thọ vô hại. Này các tỷ kheo, tối thượng vô hại ấy, ta nói là vị ngọt các cảm thọ. Và này các tỷ kheo, thế nào là sự nguy hiểm các cảm thọ? Này các tỷ kheo, các cảm thọ là vô thường, khổ,
biến hoại. Như vậy là sự nguy hiểm các cảm thọ. Và này các tỷ kheo, thế nào là sự xuất ly các cảm thọ? Này các tỷ kheo, sự điều phục dục tham đối với các cảm thọ, sự đoạn từ dục tham, như vậy gọi là sự xuất ly các cảm thọ. Này các tỷ kheo, những sa môn bà la môn nào không như thật tuệ tiêu vị ngọt các cảm thọ là vị ngọt như vậy? Sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy. Những vị này nhất định sẽ không như thật tuệ tri các cảm thọ của họ. Họ cũng không có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các cảm thọ. Sự kiện như vậy không xảy ra. Này các tỷ kheo, những sa môn và la môn nào như thật tuệ tri vị ngọt các cảm thọ là vị ngọt như vậy? Sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy. Những vị này nhất định như thật tuệ tri các cảm thọ của họ. Họ có thể đặt các người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các cảm thọ. Sự kiện như vậy có xảy ra. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời dạy Thế Tôn.